kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Thanh Huyền. Hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 2 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kỳ nghỉ Tết vừa qua được cho là có thời tiết đẹp, nhưng thực tế lại có rất nhiều người đổ bệnh. Chuyên gia y tế sẽ phân tích làm rõ tác động của thời tiết tới sức khỏe con người. Thực hư khả năng mang thai nhờ bơm tinh trùng đựng trong túi ni lông trong câu chuyện nữ tử tù mang thai để thoát án tại Quảng Ninh. Trong bối cảnh lo ngại về dịch bệnh do virus Zika ngày một gia tăng, thì các thai phụ được khuyến cáo cần đặc biệt lưu tâm đến chỉ số chu vi vòng đầu của thai nhi. Và tiếp theo trong phần tin quốc tế, các tòa nhà nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất tại Taiwan đang đứng trước nguy cơ bị sụt lún nghiêm trọng. Viện Hàng không Anh bác bỏ khả năng cabin hành khách tách rời có thể cứu người khi máy bay gặp nạn. Hôm nay 16 tháng 2 là ngày thứ hai liên tiếp rét đậm diễn ra trên diện rộng tại các tỉnh miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ thấp nhất của đợt rét đậm lần này đã hạ xuống mức 0 độ C vào sáng nay. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về khí tượng, thời tiết tại miền Bắc sẽ có xu hướng ấm dần lên trong những ngày sắp tới. Tràn về Bắc Bộ từ đêm 14 tháng 2, đợt không khí lạnh mạnh hiện tại đã khiến nền nhiệt giảm sâu và thời điểm rét nhất của đợt gió mùa rơi vào đêm qua và sáng sớm nay. Tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn ghi nhận được ở mức 0 độ, Sapa, Lào Cai 3 độ. Trong khi đó, thủ đô Hà Nội và khu vực đồng bằng phổ biến từ 11 đến 12 độ. Đến trưa chiều, trời có giảm mây và hửng nắng yếu, song nhiệt độ không tăng cao, đều dưới 17 độ, rét đậm tiếp tục duy trì. Tuy nhiên, do trời không mưa và có nắng nên vẫn tạo cảm giác ấm áp hơn so với ngày hôm qua. Dự báo nền nhiệt tại miền Bắc sẽ tiếp tục tăng nhẹ cho đến cuối tuần và rét đậm sẽ chấm dứt vào ngày 18 tháng 2. Song lúc đó hiện tượng sương mù và mưa phùn nhỏ vào sáng sớm có thể xảy ra và theo quy luật hàng năm, miền Bắc sắp bước vào giai đoạn nồm ẩm. Thời tiết có ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của con người. Chúng ta thường cảm nhận được sức mạnh đó rõ ràng nhất mỗi khi trời chuyển từ lạnh sang nóng và ngược lại. Dịp Tết vừa qua là một ví dụ khi có rất nhiều người đổ bệnh. Cảm lạnh và cúm là bệnh mà nhiều người mắc nhất trong những ngày Tết vừa rồi. Theo các chuyên gia y tế, khi thời tiết chuyển mùa từ đông sang xuân, thường tạo ra sự thay đổi về môi trường, nhiệt độ, độ ẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, làm tăng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt đối với những người sức khỏe yếu do sức đề kháng giảm hoặc không thích nghi kịp. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Khoa Nhi của Bệnh viện Bạch Mai, những ngày nghỉ Tết có tới hơn 5.000 lượt khám và điều trị vì bệnh cúm và các bệnh liên quan đến hô hấp. Những ngày đi làm trở lại sau nghỉ Tết, Viện Tim Mạch Quốc gia và Bệnh viện Lão Khoa đều chật kín người do lượng người đến khám và điều trị tăng hơn 20% so với bình thường. Sự thay đổi của thời tiết và biến đổi của khí hậu thật đáng sợ khi sự ảnh hưởng của nó tới sức khỏe con người ngày càng lớn. Đã có người nói rằng những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán vừa qua có thể nói là giai đoạn có thời tiết rất độc. Theo nhận định của nhiều chuyên gia y tế, diễn biến phức tạp của thời tiết cùng với sự gia tăng về giao lưu đi lại của người dân trong dịp Tết chính là nguyên nhân thúc đẩy sự bùng phát của các dịch bệnh. Sau nhiều ngày du xuân cùng bố mẹ trong thời tiết nóng, lạnh, bất thường, bé Anh Thư, 17 tháng tuổi, đã phải nhập viện điều trị vì bệnh viêm phổi nặng. Mấy ngày Tết thì cháu có bị sổ mũi. Cháu đi mấy hôm Tết là cứ đi chơi nhiều, đi nói chung là đi chùa, đi các cái đền những thứ nhiều thì nó nắng xong về. Thì bắt đầu đêm mùng 3 là cháu bắt đầu sốt. Cũng trong tình trạng bị viêm phổi nặng mà bố mẹ không hay biết, bé Đức đã nhập viện muộn sau nhiều ngày đi chơi Tết du xuân cùng gia đình. Đầy nắng, cả ăn những cái đồ nó mát lạnh quá, nó thất thường ấy ạ. Ra là cháu nó không nào mình cũng biết được. Về cái thấy nó khô khạc ho thì chỉ đi mua thuốc cho uống thôi. Các bác sĩ cho biết, thời tiết thay đổi bất thường thì đối tượng là người già và trẻ nhỏ sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chưa khi nào số lượng trẻ nhỏ phải nhập viện trong đợt nghỉ Tết năm nay lại nhiều đến như vậy. Chỉ tính riêng khoa nhi của Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lúc nào cũng có tới hơn 60 trẻ phải ở lại viện điều trị.
nhiều hơn 30% so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Và ít dịp lễ Tết nào, số lượng các ca bệnh nặng lại nhiều như thời gian qua. Cái thời tiết nó đẹp chưa được bao lâu thì nó lại trở ngay, thời tiết nó lại như mùa hè, có thậm chí đến hơn 30 độ. Thì chính những cái ảnh hưởng thời tiết đấy nó tác động đến sức khỏe của trẻ rất là nhiều. Thì cái bệnh mà trẻ hay mắc nhất trong khi cái thay đổi thời tiết đấy là cái bệnh đường hô hấp. Cũng trong ngày hôm nay, khoa khám bệnh của Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận tới hơn 1.000 lượt bệnh nhân tới khám và điều trị. Các bác sĩ nhận định thời điểm giao mùa hay thay đổi thời tiết trong thời điểm này là nguyên nhân chính khiến cho các loại virus, vi khuẩn phát triển và dịch bệnh. Ngoài những bệnh hô hấp hay xương khớp ở trẻ nhỏ và người già, thì các mặt bệnh về đường tiêu hóa hay sởi cũng rất dễ xảy ra. Rất sâu và rất đậm, thì các cái hệ thống hô hấp của các cháu bé nó chưa được chuẩn bị tốt, thì các cháu bé có thể bị viêm phổi, viêm tiểu phế quản co thắt. Ở cái thời điểm mùa xuân này, mùa đông và mùa xuân này thì nổi bật lên là các cái nhiễm virus, mà đặc biệt là cái virus đường hô hấp thì nó gây ra các cái viêm phổi, rồi là gây những cái biến chứng nặng hơn là những cái suy hô hấp. Đông xuân là thời điểm rất dễ bùng phát các loại dịch bệnh. Năm nào cũng thế, nhưng không phải ai cũng nhận ra được sự đáng sợ của thời tiết tới sức khỏe của con người. Chiều tối hôm qua, thì một kho chứa phế liệu có diện tích 1.500m2 tại Bình Dương đã bị cháy dữ dội. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải điều động gần 10 xe cứu hỏa để xử lý. Tuy nhiên, vụ cháy vẫn lan rộng và mất khá nhiều thời gian để dập tắt. Kho chứa phế liệu gặp hỏa hoạn thuộc công ty Đại Phát Tài nằm trên khu đất trống và giáp với rừng tràm thuộc thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vì vật liệu trong kho đều dễ bắt lửa nên tốc độ cháy cũng rất nhanh. Nhiều người dân ra sức chữa cháy cũng không thể khống chế. Đám cháy dữ dội trên diện tích hơn 1.000m2 và lan sang cả khu rừng tràm. Người dân cho biết có nhiều tiếng nổ phát ra trong đám cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã có mặt với 10 xe cứu hỏa, hàng chục chiến sĩ được điều động, nhưng việc tiếp cận và dập lửa gặp nhiều khó khăn. Hơn 4 tiếng đồng hồ, vụ cháy mới được cơ bản xử lý. Tuy nhiên lúc này toàn bộ phế liệu của công ty đã bị thiêu rụi. Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa có kết luận về vụ việc pháo hoa nổ hỗn loạn trong đêm giao thừa, tức là đêm 7 tháng 2 vừa qua, ở quảng trường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, khiến hàng trăm người bỏ chạy và 6 người đã phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân sơ bộ được Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng công bố là nguyên nhân vụ nổ do pháo hoa ẩm gây nổ bất thường. Trước đó, công tác lắp ghép đầu nối của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi là đúng quy trình và đúng theo kịch bản của nhà máy Z121. 300 tàn pháo hoa cung cấp cho tỉnh Quảng Ngãi trong lô nhập khẩu qua công ty Skytech Nhật Bản có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc đã được nhà máy Z121 kiểm tra đánh giá chất lượng là đạt yêu cầu. Ngoài ra, Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cũng có cho biết bên Nhật đã không kiểm tra kỹ lô hàng chuyển tới, không tổ chức bắn thử để nghiệm thu. Bên giao là nhà máy Z121 đã không cử cán bộ trực tiếp đi theo xe trung chuyển và không có bất kỳ tài liệu hướng dẫn kèm theo nên đã dẫn tới sự cố đáng tiếc. Đã thành thông lệ, cứ sau Tết là người dân các tỉnh miền Trung lại đổ xô đi làm hộ chiếu. Nguyên nhân được lý giải là do ở các vùng quê nghèo, sau Tết không có việc làm hoặc thu nhập thấp, nhiều thanh niên chấp nhận rủi ro sang Lào hoặc Thái Lan để kiếm sống, dẫn tới nhu cầu làm hộ chiếu tăng cao. Điều này không chỉ dẫn tới tình trạng chen lấn lộn xộn mà còn là cơ hội để các đối tượng cò mồi hoạt động. Ghi nhận của phóng viên VTC14 tại Nghệ An. 8 giờ sáng tại phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An. Tuy số lượng người dân đến làm hộ chiếu và giấy thông hành có giảm nhiều so với ngày làm việc đầu tiên 15 tháng 2, nhưng tình trạng chen lấn vẫn xuất hiện. Nhiều người đi từ sớm nhưng đến trưa vẫn chưa thể làm xong giấy tờ vì lượng người quá đông. Hôm qua đông, hôm qua phải xếp hàng dài, nhưng mà người dân đấy người ta không có ý thức. Người ta xếp hàng nhưng mà lại đến cái lúc mà nhận vào cổng thì lại chen chúc nhau vào. Với lại cái kiểu mà, nhưng mà cách xử lý kiểu người ta xử lý không chuyên nghiệp lắm. Cho nên ngày qua là phải đến khi trời, đến khi mưa to rồi bắt đầu mới cho dân vào để ập vào đây. Còn lúc mà làm thì lại họ làm kiểu cũng chuyên nghiệp lắm. Phải đi hết phòng đi, em phải đi hết phòng đi này. Xong rồi phải
quá bên kia đóng tiền, phải quá bên kia đóng tiền, đáng ra là phải theo một cái vòng tròn đấy mà thử từ để mình làm giải quyết công việc cho nhanh. Năm nào cứ đến ngày này là hẳn lấy đống. Mình nghĩ là nên có cái hướng dẫn, có cái ban hướng dẫn hoặc là có cái sơ đồ hướng dẫn để người ta biết làm cái chi trước cái chi sau. Mình vào cái nó biết làm cái gì cả. Vào các ngày thường, phòng quản lý xuất nhập cảnh chỉ tiếp nhận khoảng 300 đến 350 yêu cầu làm hộ chiếu hoặc giấy thông hành. Nhưng những ngày sau Tết, số lượng đã tăng gấp 6 lần. Đơn vị cũng đã huy động tối đa cán bộ, thậm chí là mượn thêm địa điểm để làm việc nhưng cũng chưa thể đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhân dân. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân sau dịp Tết Nguyên đán, phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an Nghệ An đã có kế hoạch phân công cụ thể cho cán bộ chiến sĩ về từng khâu, từng bộ phận là mở thêm bàn, tăng thêm cái giờ làm việc ngoài giờ để giải quyết cho công dân. Chờ đợi lâu đã gây nên tâm lý bức xúc cho người dân. Đây cũng là cơ hội để cho các đối tượng cò mồi hoạt động. Dù phòng quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với công an phường để tuyên truyền trên loa phát thanh, nhưng không ít người vẫn bị cò lôi kéo trong quá trình tới đây làm thủ tục. Thông tin mà chúng tôi đưa ra trong phóng sự dưới đây có thể khiến quý vị và các bạn không khỏi bất ngờ, cùng với không ít những thắc mắc hoài nghi, ngay cả với những người đang công tác trong ngành y tế. Đó là việc một nữ tử tù tại Quảng Ninh đã chi 50 triệu đồng mua tinh trùng của một nam phạm nhân và hiện có thai ở tuần thứ 25. Điều đáng nói là cách thức mua tinh trùng và thực hiện phương pháp sinh sản rất đơn giản, thậm chí là nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Người phụ nữ được đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận là đã mua tinh trùng của một nam phạm nhân và tự thực hiện phương pháp sinh sản cho chính bản thân mình là Nguyễn Thị Huệ, 42 tuổi. Hiện tại, phạm nhân Huệ đang mang thai trong thời gian bị giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh và dự kiến sẽ sinh con vào tháng 4 tới. Được biết, Huệ là phạm nhân bị tuyên án tử hình. Trong quá trình bị giam giữ, muốn không bị thi hành án, Huệ đã nhờ phạm nhân Nguyễn Tuấn Hưng, 27 tuổi, giúp có thai với giá 50 triệu đồng. Và trong tháng 8 năm 2015, Hưng đã hai lần lấy tinh trùng của mình cho vào túi ni lông kèm theo bơm tiêm và để vào nơi chị Huệ đã sắp đặt trước. Lợi dụng lúc đi vệ sinh cá nhân vào buổi sáng, Huệ đã lấy và bơm vào tử cung của mình để có thai. Trao đổi với phóng viên kênh VTC14 chiều nay, ông Lê Vương Văn Vệ, chuyên gia về hỗ trợ sinh sản cho biết, việc người phụ nữ tên Huệ tự bơm tinh trùng vào tử cung và mang thai là hoàn toàn có thể xảy ra. Điều có thể xảy ra là chắc chắn, không thể 100%, nhưng qua thống kê các trên thế giới, người ta đã từng làm lấy tinh trùng bơm vào âm đạo, thành công rất cao. Đây là một trường hợp ta có thể gọi là lấy tinh trùng bơm vào âm đạo. Đấy, nhưng có hai vấn đề, tinh trùng đã được lấy không phải lấy để bơm ngay, đó, mà tinh trùng này phải qua một thời gian, tức là một mấy chục phút hoặc tiếng. Đấy, thế thì có hai vấn đề là yêu cầu trong cái vấn đề này có thai không. Thứ nhất là người phụ nữ phải có kinh nghiệm, căn đúng lúc phóng đoạn. Thứ hai là chất lượng tinh trùng phải tốt. Đấy, cho nên khi bơm tinh trùng vào thì mới thành công được. Cũng theo ông Vệ, kỹ thuật hỗ trợ sinh sản là một trong những kỹ thuật khó và tỷ lệ thực hiện thành công hiện nay ở Việt Nam vẫn chỉ khoảng 30-40%. Tuy nhiên, đó là kỹ thuật khó thành công với những cặp vợ chồng khó thụ thai, mang thai và có con một cách tự nhiên. Còn với những người có cơ chế sinh sản bình thường thì việc thụ thai và mang thai rất dễ dàng. Ngay cả khi họ thực hiện việc thụ thai bằng cách tưởng chừng như đơn giản nhất như người phụ nữ tên Huệ đã từng làm trong trường hợp này. Tổng cục Giám sát Chất lượng Kiểm tra và Kiểm dịch của Trung Quốc vừa xác nhận nước này đã ghi nhận trường hợp nhiễm virus Zika thứ hai chỉ 6 ngày sau khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện. Theo đó, chi nhánh của Tổng cục Giám sát Chất lượng Kiểm tra và Kiểm dịch ở miền Nam tỉnh Quảng Đông đã phát hiện một hành khách tại sân bay quốc tế Baiyun có triệu chứng sốt vào ngày 12 tháng 2 vừa qua. Hành khách này đã được đưa đi xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus Zika. Bệnh nhân 28 tuổi này đã tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh ở Venezuela trước khi trở về Guangzhou. Trước đó, người này cũng đã quá cảnh tại Hà Lan và Nga trước khi nhập cảnh vào Trung Quốc. Được biết, bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Zika ở Trung Quốc đã được xuất viện vào ngày 14 tháng 2 vừa qua sau khi được các bác sĩ kết luận đã hồi phục hoàn toàn.
Các chuyên gia phòng chống dịch bệnh cho biết, nguy cơ lây lan virus teo não từ trường hợp này là không cao do đã được kiểm dịch kịp thời. Cũng liên quan đến dịch bệnh do virus Zika, hôm qua 15 tháng 2, các nhà khoa học Brazil đã phát hiện virus Zika tồn tại trong não của những trẻ sơ sinh mắc chứng dị tật đầu nhỏ. Phát hiện này đã cung cấp thêm bằng chứng, củng cố mối liên hệ giữa virus Zika với dị tật đầu nhỏ gây ảnh hưởng đến hàng ngàn trẻ sơ sinh ở Brazil hiện nay, khiến dư luận hoang mang và lo sợ. Các nhà nghiên cứu tại Tổ chức Bệnh học Brazil cho biết, họ đã phát hiện sự tồn tại của virus Zika trong các mẫu mô não được gửi đến từ Viện Nghiên cứu Y tế Cộng đồng Oswaldo Cruz. Trước đó, tổ chức này cũng là nhóm nghiên cứu đầu tiên phát hiện virus Zika có trong nước ối của nhiều phụ nữ mang thai. Các nghiên cứu này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối liên quan giữa loại virus lây truyền qua muỗi Aedes và dị tật đầu nhỏ mà nhiều trẻ sơ sinh mắc phải. Những em bé này thường bị tổn thương não khi vừa được sinh ra. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày trước, một nhóm bác sĩ Argentina lại cho rằng nguyên nhân gây chứng teo não ở trẻ không phải là do virus Zika mà do hóa chất diệt ấu trùng muỗi có trong nguồn nước sinh hoạt tại Brazil. Được biết, Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng lớn nhất trong đợt bùng phát mạnh mẽ của virus Zika này với khoảng 1,5 triệu ca nhiễm bệnh. Theo Bộ Y tế nước này, trong khoảng thời gian giữa tháng 10 năm 2015 và tháng 2 năm 2016, có 462 ca trẻ sơ sinh bị đầu nhỏ, trong đó 41 trường hợp được xác định do mẹ nhiễm virus Zika trong thời gian mang thai. Hơn 3.850 trường hợp nghi bị teo não khác đang được xét nghiệm. Virus Zika đang trở thành đại dịch kinh hoàng trên thế giới, ảnh hưởng đến hơn 30 quốc gia. Trong đó, Nga cũng vừa phát hiện ca nhiễm đầu tiên ở một phụ nữ trở về sau chuyến du lịch từ nước Cộng hòa Dominica. Hiện nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu loại virus này. Zika có thực sự là nguyên nhân gây teo não ở trẻ sơ sinh hay là do hóa chất diệt muỗi? Câu hỏi này vẫn cần thêm thời gian để có thể trả lời thỏa đáng và thuyết phục. Tuy nhiên, vào lúc này, thông tin về virus Zika đang khiến nhiều gia đình lo lắng, nhất là những gia đình có dự định sinh con trong năm Bính Thân này. Trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh diễn ra vào sáng nay, các chuyên gia khuyến cáo các thai phụ cần đặc biệt lưu tâm đến chỉ số chu vi vòng đầu của thai nhi. Cùng với đó, thì các bệnh viện phụ sản, khoa sản cũng lưu ý siêu âm kỹ vòng đầu của thai nhi. Tại cuộc họp, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC tại Việt Nam, Cục Y tế Dự phòng Việt Nam cho biết, trên thực tế, với người bình thường, bệnh do virus Zika gây ra không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Người bệnh cũng có những biểu hiện giống sốt xuất huyết như sốt phát ban, mắt đỏ, đau mỏi cơ, nhưng với triệu chứng nhẹ hơn. Có tới 80% người mắc bệnh hầu như không xuất hiện triệu chứng đặc biệt nào. Ngược lại với phụ nữ mang thai, virus Zika có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của thai nhi, đặc biệt là sự phát triển não. Chính vì vậy, các chuyên gia cho rằng, để phát hiện virus Zika trong cộng đồng, hệ thống sản khoa khi siêu âm cho các bà mẹ nếu thấy não nhỏ hơn so với tuổi thai, có nghi ngờ thì cho xét nghiệm ngay lập tức để có những biện pháp xử lý kịp thời. Cái quyết định cuối cùng đấy là của gia đình, của người mẹ, chứ cán bộ y tế không có cái thẩm quyền mà chỉ cung cấp những cái thông tin về chuyên môn để cho bà mẹ, gia đình có cái quyết định phù hợp nhất đối với lại hoàn cảnh của từng trường hợp một. Trên thực tế, hiện nay khi đi siêu âm, cả phụ huynh lẫn các bác sĩ sản khoa đều chú tâm nhiều nhất đến các chỉ số như cân nặng, chiều cao, chiều dài xương đùi, nhịp tim và đặc biệt là giới tính thai nhi. Trong khi đó, chỉ số chu vi vòng đầu thường ít được siêu âm kỹ. Cùng với đó, bác sĩ sản khoa cũng chỉ lưu tâm đối chiếu chỉ số cân nặng, chiều cao với tiêu chuẩn chung, chứ ít khi đối chiếu chu vi vòng đầu của thai nhi so với tiêu chuẩn. Hầu như mọi người phụ nữ mang thai đến tháng thứ 3 thì đã đi siêu âm rồi. Nhưng mà mục tiêu của các chị em đi siêu âm ấy mà chủ yếu là biết cái giới tính của thai nhi. Cái thứ hai là xem có những cái dị dạng thai nhi gì để có thể giải quyết sớm. Thế còn những ý tưởng để mà sàng lọc Zika thì có lẽ là chưa. Nhưng mà tới các bệnh viện thì phần nhiều những cái bệnh nhân này lại có khi vào khoa thần kinh chứ không phải là khoa truyền nhiễm hay là khoa nhi bình thường. Bởi vậy cho nhiều khi các bác sĩ vẫn có thể bỏ qua. Bộ Y tế cho biết hiện nay khá nhiều bệnh viện sản và bệnh viện nhi tiến hành sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Tới đây, Bộ Y tế sẽ tiến hành tập huấn sớm cho các cán bộ sản khoa kiến thức về virus Zika cũng như mối liên quan đến hội chứng đầu nhỏ. Bộ Y tế khuyến cáo sản phụ 2 tháng đi siêu âm một lần để lấy mẫu xét nghiệm và có xử lý kịp thời nếu có bất thường. Đặc biệt,
với các thai phụ có các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết mà kết quả xét nghiệm âm tính với sốt xuất huyết thì cần được lấy huyết thanh để xét nghiệm virus Zika ngay lập tức. Sau khi một số chuyên gia y tế thế giới nghi ngờ nguyên nhân gây ra chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh có thể là do hóa chất diệt ấu trùng muỗi có trong nước sinh hoạt tại Brazil, thì sáng nay Bộ Y tế xác nhận là Việt Nam đã nhập hơn 9.000 kg hóa chất này từ năm 2013 đến nay. Loại hóa chất này đang được quản lý và sử dụng ở Việt Nam như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong cuộc trao đổi ngắn của phóng viên VTC14 với ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế. Hiện nay thì người ta cho rằng có thể là virus Zika hoặc cũng có thể là hóa chất diệt muỗi gây ra bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Vậy thì Bộ Y tế của Việt Nam chúng ta có nghiêng về cái nguyên nhân nào không ạ? Cái việc mà vừa qua đưa ra một cái thông tin đó thì mới là cái thông tin của Brazil. Người ta cũng chưa có bằng chứng rõ ràng, người ta chỉ thấy rằng ở đó thì sử dụng cái hóa chất đó thì có những cái trẻ em đẻ ra như vậy. Nhưng mà cũng có những cái nguồn thông tin và cũng có những cái bằng chứng khác ấy, rằng là cho rằng là cái việc mà do virus Zika chứ không phải rằng là do cái hóa chất đó. Và hiện nay thì Tổ chức Thế giới người ta cũng phải đang xem xét cái vấn đề này. Và kể cả tôi muốn nói rằng là nguyên nhân do virus Zika gây ra hội chứng teo não hay là hội chứng đầu nhỏ trẻ em và nguyên nhân do hóa chất thì đều chưa có bằng chứng rõ ràng. Hiện nay thì cái việc sử dụng hóa chất diệt muỗi ở Việt Nam đang được quản lý như thế nào ạ? Hóa chất đó thì được cấp phép vào Việt Nam vào năm 2010, thế và bắt đầu sử dụng từ năm 2013. Và sử dụng với số lượng rất ít và sử dụng với mức độ hạn chế, nghĩa là không dùng trong nước ăn uống và sinh hoạt như là một số quốc gia khác, mà chúng ta chỉ cho vào những cái nước mà là cái hố đọng, ví dụ như trong các công trường xây dựng tự nhiên hình thành những cái hố mà chứa nước mưa và muỗi nó có thể đẻ vào đấy, và người ta cho cái khuyến cáo cho hóa chất vào đấy để mà giải quyết cái vấn đề muỗi truyền bệnh. Trong tất cả những cái đó đều có hướng dẫn và đều có cái chỉ định. Và các bạn biết rằng đối với Việt Nam thì cái việc mà chúng ta chưa phổ biến rộng rãi trong cái chuyện mà sử dụng trong nước sinh hoạt, tôi chắc chắn rằng là không. Nếu có kết luận là nguyên nhân là do hóa chất thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Nếu có kết luận chắc chắn là phải dừng ngay. Và phải có một thông tin rất kịp thời, chúng tôi tiếp tục xem xét các cái thông tin. Nếu như có những vấn đề nào đó thì chúng tôi cũng có thể là ảnh hưởng là đúng là nguyên nhân thì chúng tôi có thể dừng ngay, và chúng tôi đang chờ cái kết luận của Tổ chức Thế giới. Và cũng tránh ra một cái hiện tượng là nếu như chúng ta không có bằng chứng mà chúng ta dừng. Trong bối cảnh mà dịch Zika đang bùng phát ra ngoài tầm kiểm soát với số ca nhiễm bệnh không ngừng tăng lên suốt thời gian qua ở Brazil, thì nến xả chống muỗi bỗng trở thành một sản phẩm đắt hàng hơn bao giờ hết ở đất nước Nam Mỹ này. Nhà máy sản xuất nến AD ở São João da Boa Vista thuộc São Paulo, Brazil cho biết nhu cầu nến xả của người dân Brazil đã tăng 25% kể từ khi dịch Zika bắt đầu bùng phát ở đất nước này. Bên cạnh nhu cầu nến xả tăng cao, người dân Brazil cũng đổ xô nhau trồng xả để xua đuổi muỗi, cũng như tìm đến các hiệu thuốc để mua các loại thuốc chống muỗi để tự bảo vệ bản thân trước dịch bệnh nguy hiểm này. Nến xả được xem là sự lựa chọn tốt nhất trên thị trường trong thời điểm hiện nay. So với các sản phẩm hóa chất khác, nến xả mang đến những hương thơm tự nhiên mà lại có khả năng xua đuổi muỗi và các loại côn trùng rất hữu hiệu. Hãng bán lẻ lớn nhất Brazil, tập đoàn Powder Acuca cho biết, chỉ trong những tuần đầu tiên của năm nay, doanh số bán hàng của các sản phẩm chống muỗi tăng 120% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là mức tăng doanh thu mạnh nhất từ trước đến nay. Ngay cả những hiệu thuốc nhỏ ở địa phương, đặc biệt là ở khu vực dịch đang bùng phát mạnh, mỗi ngày cũng có hàng trăm người tìm đến mua các loại thuốc và sản phẩm chống muỗi. Brazil được xem là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch Zika. Hiện nay có khoảng 1,5 triệu người nhiễm loại virus này. Bộ Y tế Brazil cho biết, tính đến tháng 2 năm 2016, nước này đã có 462 ca dị tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh, tăng 150 ca so với trước đó. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Trận động đất 6,4 độ Richter xảy ra ngay trước thềm Tết Nguyên đán vào ngày 6 tháng 2 tại Taiwan, Trung Quốc không chỉ gây thương vong về người. Một trong những hệ quả nghiêm trọng của nó là nguy cơ sụt lún cho các tòa nhà nằm trong khu vực bị ảnh hưởng.
Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, do tâm chấn lần này nằm ở vị trí rất nông, nên thiệt hại rất phân tán theo chiều ngang trên một diện tích rất rộng. Cụ thể, nhiều tòa nhà ở các quận Annan, Shinji và các quận ở phía Tây và phía Bắc trung tâm thành phố Tai Nan đã và đang có dấu hiệu sụt lún từ 30cm đến 1m. Đây là hậu quả tồi tệ nhất ghi nhận được kể từ cơn địa chấn 7,6 độ Richter năm 1999 xảy ra gần quận Nantou của nước này. Chúng tôi thực sự rất sợ hãi. Chúng tôi chưa gặp phải chuyện này bao giờ. Cả nhà tôi ai cũng sợ. Mặt đất sụt lún khiến nhà cửa bị nghiêng. Tệ hơn là những vết nứt quá lớn không thể gia cố chỉ bằng vữa thông thường. Được biết, tâm chấn trận động đất lần này có độ sâu 23 km và nằm ở khu vực cách thành phố Tai Nan khoảng 43 km về phía đông nam. Các nhà chức trách Taiwan mới đây cũng đã công bố con số thương vong cuối cùng là 116 người, chủ yếu do sự cố đổ sập của một chung cư 17 tầng. Gần đây, ý tưởng của một nhà sáng chế người Ukraine về cabin hành khách có thể tách rời khỏi thân máy bay trong trường hợp tai nạn đã nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, ý tưởng thú vị này dường như bất khả thi khi mới đây các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàng không Anh đã đưa ra những phân tích chi tiết về ý tưởng này. Theo tác giả của ý tưởng, trường hợp sử dụng của cabin tách rời sẽ là khi máy bay gặp trục trặc về động cơ. Thế nhưng các nhà nghiên cứu của Viện Hàng không Anh đã chỉ ra rằng số vụ máy bay rơi vì vấn đề động cơ là rất hiếm, chỉ chiếm chưa đầy 3% tổng số vụ tai nạn máy bay gây chết người. Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng cho biết máy bay dễ gặp nạn nhất khi cất cánh và hạ cánh bởi vị trí sát mặt đất hơn, chướng ngại vật lớn nhất và di chuyển ở tốc độ thấp nên khó điều khiển. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm cabin tách rời có ít khả năng ứng dụng thành công nhất, do vị trí sát mặt đất khiến phi công không có nhiều thời gian kích hoạt cabin sau tai nạn. Ngay cả khi tai nạn xảy ra khi máy bay đang bay, giai đoạn cabin tách rời có tính khả thi cao nhất, thì công nghệ này vẫn rất khó chứng thực độ hiệu quả. Do 80% tai nạn máy bay do lỗi của con người, trong đó phổ biến nhất là mất lái và đâm vào núi. Vì vậy, cabin tách rời không thể triển khai an toàn nếu phi công mất khả năng kiểm soát máy bay hoặc máy bay chuẩn bị đâm vào núi. Ngoài ra, việc sản xuất ra một cơ chế gắn liền tách rời cho cabin hành khách cũng là không hề đơn giản. Tiếp đó, hệ thống cabin tách rời cũng sẽ làm tăng trọng lượng của máy bay. Với những chiếc máy bay thì trọng lượng là yếu tố tối quan trọng, ảnh hưởng tới cả khả năng điều khiển lẫn chi phí hoạt động, đặc biệt là chi phí nhiên liệu. Được biết, hệ thống tách rời cabin khỏi thân máy bay đã được đưa ra từ năm 1986 sau thảm họa của tàu con thoi Challenger. Nhưng cuối cùng, khoản chi phí quá đắt đỏ cho hệ thống này cũng như các ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng chuyên chở của tàu con thoi đã khiến toàn bộ chương trình gặp thất bại. Chính phủ Thái Lan đang phải đau đầu giải quyết một bài toán liên quan đến lương thực tồn đọng xuống cấp trầm trọng về chất lượng. Một trong những biện pháp mà nước này thực hiện là bán hàng tấn gạo hỏng cho một số các nhà máy sản xuất phân bón. Số gạo hư hỏng này nằm trong kế hoạch dự trữ quốc gia, làm dấy lên nhiều tranh cãi của chính phủ nhiệm kỳ trước. Từ cuối năm ngoái, chính phủ Thái Lan đương nhiệm đã bán gần 37.500 tấn gạo hư hỏng theo hình thức đấu thầu. Và cuối phiên đã có hai công ty giành được phần thắng. Lãnh đạo của các công ty này cho biết, với tình trạng mục nát, số gạo này chỉ có thể dùng cho mục đích công nghiệp. Trước khi ra giá, chúng tôi đã cho người kiểm tra cẩn thận tình trạng của gạo. Mẫu gạo gửi đến cho chúng tôi đúng là ở trong tình trạng hư hỏng nặng. Tuy nhiên, khi nhận lô hàng thực về, chúng tôi mới thấy nó còn tồi tệ hơn rất nhiều. Lượng gạo được đấu thầu thành công mới là lô đầu tiên trong khoảng 6 triệu tấn gạo hỏng, nhưng đã mang về doanh thu khoảng 198 triệu bạt, tương đương 5,5 triệu đô la Mỹ cho chính phủ Thái Lan. Trước đó, Bộ Thương mại nước này đã tổ chức 12 đợt bán đấu giá. Nhờ đó, gần 5 triệu tấn gạo hỏng trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ đã được tiêu thụ. Được biết, gạo trong tình trạng biến mùi, mốc hoặc mục nát không thể dùng cho người nữa, có thể dùng cho các mục đích khác như sản xuất ethanol, làm thức ăn chăn nuôi hoặc làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành công nghiệp. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành thường không đồng tình với phương án giải quyết lương thực tồn đọng này do chi phí của quy trình sản xuất từ gạo thường cao hơn nhiều so với các nguyên vật liệu khác. Các nhà khoa học Hàn Quốc và Mỹ vừa hợp tác nghiên cứu và chế tạo thành công một bộ cảm biến hiện đại giúp phân tích tốt hơn các tổn thương não bộ cho bệnh nhân. Tin 12 trong nước thì có thể phát hiện được những chấn. Để có thể phát hiện được những chấn thương sau những lần đầu bị va đập mạnh vào một vật gì đó, một bộ cảm biến được đặt trong não bộ của người bệnh để giúp các bác sĩ chẩn đoán và phân tích chính xác tình trạng tổn thương hiện tại.
Theo đó, thiết bị cảm biến mới có thể dễ dàng đặt vào trong não bộ và mang đến cho người bệnh một cách chẩn đoán tổn thương an toàn và chính xác hơn rất nhiều so với những cảm biến trước đây. Cảm biến này chỉ có đường kính 2mm và có thể hoàn toàn tan biến sau 4 tuần được lắp đặt vào não bộ, do đó sẽ không cần tiến hành bất kỳ phẫu thuật gỡ bỏ nguy hiểm nào. Các nhà khoa học hy vọng công nghệ mới này sẽ mở ra một bước tiến mới quan trọng trong việc điều trị tổn thương não bộ cho con người. Công nghệ tân tiến này mới đây cũng đã được các nhà khoa học công bố trên tạp chí nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới Nature. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.